Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đầu năm mới cho kênh xin được chúc cô chú anh chị và các bạn một năm mới tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy yêu thương, an khang thịnh vượng, thành công trên mọi lĩnh vực. Thì đặc biệt mọi người đang mùa dịch Covid, mọi người ra đường nhớ trang bị cho mình khẩu trang đồ để mà tránh để bị lây nhiễm nha mọi người. Cầu chúc cho mọi người một năm mới thật là bình an, thật là sự viên mãn và lúc nào thân tâm cũng được an lạc, sống trong chánh pháp của mười phương chư Phật. Thì hôm nay kênh có một cái đoạn video ngắn để mà trả lời các câu hỏi bình luận của quý Phật tử, quý khán giả gửi về cho kênh. Nói chung là những câu hỏi mà các cô chú anh chị đều và quý Phật tử gửi về á, thì nói chung là có một cái nội dung quan trọng, đó là tại sao biết ông Nguyễn Minh Phúc này chống phá đạo Phật, quấy rối đạo Phật mà vẫn có người ủng hộ. Thì kênh cũng xin trả lời luôn. Đơn giản lắm, nếu chúng ta ngồi lại, chúng ta nhìn, chúng ta soi xét hết mọi thứ thì chúng ta sẽ nhận ra mọi thứ. Thứ nhất á, những người có bốn hạng người đến với ông Phúc. Người thứ nhất là ngoại đạo. Người thứ hai là những người hiếu kỳ. Người thứ ba là những người đến mà khuyên ông đó, khuyên cũng như khuyên ổng không làm bậy nữa đó. Người thứ tư, người u mê. Thì mình nói người thứ nhất là ngoại đạo, họ đến nhiều khi họ cúng cái này cúng cái kia, họ tài trợ cho ổng cái này cái kia thì để chọc tức các Phật tử bên đạo Phật, để mà chúng ta có một cái gì, nói chung là không kiềm chế được bản thân, chúng ta sẽ xung đột với ổng. Thì cái đó là nó vô tình đó, nó lọt vô cái sự sắp đặt của mấy thành phần đó, thì họ sẽ vu khống đạo Phật, đàn áp, rồi đạo Phật hung dữ, rồi đạo Phật nói chung là dùng những cái từ mà mình nói chung là bất lợi để dành cho đạo Phật mình, để mà chia làm đạo Phật mình chia rẽ ra. À, thì mọi người cứ nhìn kỹ, có những người mà chúng ta thấy họ lớn tuổi lại, mặc đồ lịch sự lắm, nhưng mà họ dùng những từ mà kêu mà đâm thọt. Nếu cô chú nào mà chịu khó nhìn kỹ, các Phật tử nào nhìn kỹ, chúng ta sẽ nhận ra những điều đó. Cái những người hiếu kỳ thì mình không nói đi, cái đó chắc mọi bạn biết rồi. Người thứ ba nữa là đến khuyên, thì đúng là nhiều khi những người cô chú Phật tử đó họ muốn ông Phúc này cũng như không ảnh hưởng nữa, mà cũng như lại khuyên để mọi việc trong cái từ bi trí tuệ. Mình hoan nghênh người thứ ba. Còn người thứ tư u mê là cái gì nè, thấy cái gì ông thầy nào lạ hay gì đó, họ không cần biết mọi vấn đề mà sau lưng ông đó họ chỉ họ nói ông này cũng như chửi, không có ổng cười hề hề gì đó, nói chung là tự phong ông này lên làm tế điên Bồ Tát gì đó, rồi bắt đầu chạy lại tôn thờ. Nhưng mà họ đâu có biết đâu, công họ tu tập bao nhiêu năm rồi, họ quy y của Phật bao nhiêu, thì hôm nay họ thờ Ma Vương thì chắc chắn cái công đức đó, nếu một ngày nào đó nghiệp mà nó đến với họ, thì xin nhớ hôm nay các cô các chú đang thờ Ma Vương, ngày xưa đang thờ Ma Vương, và nói với con cái mình ngày xưa mẹ đã theo Ma Vương để mà chống lại đạo Phật. Tại sao mình nói ông Phúc là Ma Vương? Nếu một vị thầy, có ai dám bất hiếu với cha mẹ không? Ông này ông bỏ ông đi lang thang, bỏ bà mẹ già đói nha mọi người. Mọi người có xem lại video mình phải mua, mình lấy tiền của YouTuber á, anh em đang YouTuber mình lấy, mình mua đồ rồi đem xuống dưới để mà mình nói là cho bà, từ thiện cho bà, chứ bà đâu phải là tu sĩ đâu mà cúng dường. Đó, mình phải kêu cho bà ông Phúc ông bỏ đói. Rồi có những Phật tử hỏi sao mẹ già ở dưới mà ông bỏ đi, thì ông dùng mà nói chung mà nói biện pháp mọi thứ á để mà che lánh cái sự bất hiếu của mình. Rồi có những lời lẽ khiếm nhã xúc phạm tới mẹ mình, thì các bạn xem video các con biết. Cái thứ hai nữa, các bạn nói ông này giả sư thì thôi, cái gì Phật tử hay gì đó, nói chung là nói nôm na là nhưng mà
thành phần này á nó không phải giả mà là chống phá. Chống phá thì như thế nào? Các bạn thấy có vị giả sư nào ha, thí dụ mình nói nôm na là, xin lỗi bên thiền am nha, bên thiền am có nghe lại bỏ xin bỏ qua cho kênh. Thiền am có giống có dám mà phỉ báng Phật Quán Âm, phỉ báng Phật A Di Đà không? Thiền am có dám mà xúc phạm tăng đoàn không? Mai ra thí dụ như thiền am ghét một vị thầy nào đó thì thiền am có thể là nói tấn công một thầy nào đó thôi, chứ không có dám xúc phạm cả tăng đoàn. Tại trong đó các vị tôn túc trưởng lão, đúng không mọi người? Mình phải nhìn nhận ra cái sự việc, mình nhận sự ra sự việc chứ. Cái vụ ông Phúc này với vụ thiền am nó khác nhau ạ. Thiền thiền am là người ta chỉ ghét một cá nhân nào đó thôi, lập am nhưng mà công an lại xử lý, người ta biết thay đổi, người ta biết thay đổi, người ta biết sợ, người ta sợ nhân quả, người ta biết thay đổi. Còn ông này các bạn thấy không, các vị hòa thượng đều lên tiếng hết, người ta lên tiếng mà các bạn quay qua, các bạn các thầy lên tiếng, các bạn nói là tu không lo tu mà tối ngày đi sân si. Sân si cái gì? Ông này đang mặc áo nhà tu cho nên các thầy lên tiếng để chứng minh ông này không phải nhà tu. Để bây giờ thí dụ như bây giờ mình nói nôm na nè, nó dễ lắm. Các thầy không lên tiếng, các bạn thì các bạn cứ nghĩ ông này là thầy, đúng không? Cứ nghĩ ông này là thầy, rồi các bạn mới đầu các bạn mới đem, rồi bắt từ đó về sau các bạn cứ nói ông này là thầy, rồi bắt đầu phỉ báng ở trong đạo Phật là các thầy dạy vậy đó. Nhưng mà ông đâu đâu phải là thầy. Các thượng tọa, các thầy lên tiếng để chứng minh rằng ông này chưa bao giờ thọ giới và chưa bao giờ có đức bổn sư, chưa bao giờ được qua trường lớp Phật học. Nôm na, nếu chúng ta trở thành một Phật tử, một cư sĩ tại gia nha, thì nó rất là dễ. Chúng ta muốn tu sao tu, muốn nói gì nói, muốn ăn gì ăn, muốn ngủ gì ngủ, muốn tu cũng được, không tu cũng được, tại vì các bạn là Phật tử. Nhưng mà để trở thành một tu sĩ thì chắc chắn các bạn phải theo giới luật của Đức Phật để lại. Đức Phật đã vạch ra những giới luật, và giới luật của tỳ kheo như thế nào, của sa di như thế nào, đều có hết. Thí dụ như một người tu sĩ là đại diện cho Phật giáo để hoằng pháp độ sanh, thì các bạn nghĩ đi, một vị tu sĩ mà bát trợn bát nháo á, thì nó có đáng là hình ảnh của tu sĩ không? Nó mất đi tôn nghiêm. Cho nên các vị tôn túc, các trưởng lão hòa thượng á, thì làm y chỉ theo luật giới của Đức Phật để lại. Chúng ta muốn thành tu sĩ á, chúng ta phải học trải qua 4 năm tu học Phật, học những giới luật từ cái đi, cái đứng, cái ngồi của đạo Phật. Nó đến nỗi mà mang đôi dép phải mang như thế nào, ăn phải như thế nào. Đó. Còn á, không không phải là tu sĩ thì đâu có học qua giới luật đó, mà trở thành tu sĩ thì nó rất là khắt khe, rất là khổ hạnh để đạt được một chúng ta thành một tu sĩ. Tại sao lại có giấy? Thì chúng ta trở thành tu sĩ thì lúc đó giáo hội sẽ cấp cho chúng ta một một cái tờ giấy để chứng nhận mình đã được học qua trường lớp của Phật học. Quốc thì quốc pháp, gia có gia quy, đạo có quy luật của đạo, đạo nào cũng có quy luật riêng hết, có định luật riêng hết. Thì bây giờ chúng ta kêu phá bỏ đó, thì như ông Phúc không học cái gì, tự cạo đầu, tự tự đi nói xàm, nói điên chửi này chửi điên kia, mà trở thành một tu sĩ, một thần thánh à. Thần thánh gì đây? Thần thánh nào mà mất dạy như vậy? Chửi cha nè, phỉ báng Phật nè, quấy nhiễu Phật pháp nè, có những là xúc phạm tới Phật tử. Phật nào kỳ vậy? Bồ Tát nào kỳ vậy? À, mình cũng xin nói thêm này nè, để trở thành một vị tu sĩ như ông Phúc thường tự khoe khoang với chính bản thân mình là đại đức á, thì ở trong đạo Phật gọi là cụ túc, thì phải qua 4 năm Phật học nha. 4 năm Phật học thì sẽ được các bậc trưởng lão hòa thượng đứng đó và chứng minh
Và có một câu đặc biệt ở trong đạo Phật á, sẽ hỏi cái vị tu sĩ đó có phải là Huỳnh Môn hay không. À, Huỳnh Môn là gì? Huỳnh Môn có nghĩa là bạn có phải là cái thế giới thứ ba hay không. Tại vì trong lực của nhà Phật, bạn một vị tu sĩ đó và tứ chi phải phát triển là không được Huỳnh Môn đó, thì mới lúc đó mới cho thọ giới tỳ kheo. Đó là lực trong nhà Phật. À, nếu các bạn không tin thì các bạn cứ hỏi bất cứ thầy nào các bạn biết thì sẽ rõ. Cái thứ hai nữa đó, ông Phúc không qua trường lớp nào mà để mà ông xây dựng chùa chắc chắn là không ai chấp nhận hết. Vì Phật có nói một câu, khi mà lúc Phật Niết Bàn, hãy lấy pháp của ta mà tu tập, hãy lấy giới lực của ta mà làm theo. Thì nói chung là mình chỉ nhớ như vậy. Thì các bạn nghĩ đi, đây những cái mà quy định hai cái giấy tờ tất cả đều là Phật đã đưa ra trước khi lúc mình Đức Phật Niết Bàn. Ông Phúc đây nè, bây giờ mình cũng khuyên á, thật sự hôm nay mọi người có thương ông Phúc á, thì bây giờ cứ nghe video này, chửi kênh thì kênh chịu, nhưng mà mình khuyên suy nghĩ cặn kẽ nha. Trong lực pháp và giới lực, nếu không phải là tu sĩ không đủ điều kiện á, thì không được xây chùa. Để xây chùa đó được á, thì phải 500 hộ dân đồng ý thì mình mới được xây chùa, và được giáo hội các cấp từ trung ương đến địa phương xác nhận, chấp nhận thì mới được xây chùa. Đó, mà ông Phúc này thì ông không có giấy tờ gì cả, ông không có học qua trường lớp Phật học gì cả, thì ai cấp giấy cho ông, ai dám cấp giấy cho ông xây chùa. Rồi á, bản thân ông Phúc thì các bạn không tin thì cứ xuống ấp Láng Cát đi vòng vòng xóm á, thì hỏi ở xóm thì người ta kể cho các bạn nghe, mình kể cho các bạn nghe. Một người mà sống ở xóm mà không ai thương, học không học Phật giáo thì không đến nơi đến chốn, mà muốn làm tu sĩ thì có đó ai cũng làm được, kể cả Phật tử nào, chỉ cần cái lưu lam 2.500 cạo đầu thế là xong, đắp cái mặt màu đồ vô là lúc đó là khỏi đi làm. Công nhân người ta cũng vậy, nó khỏi đi làm chỉ có cực, mặt màu đồ đó lên có người cúng dường, nó xàm nó bậy, nó chửi tới chửi lui, cũng có về đè bà già ra chửi, rồi gặp Phật chửi, rồi bắt đầu là nói này nói nọ, thế là có người cúng dường. Vậy ai cũng làm được hết, đúng không? Nếu hôm nay chúng ta cứ kiểu như là mình nhìn theo ông Phúc vậy, rồi mình có thể là các bạn một chút nào là động lòng ngã tâm về ông Phúc, thì ngày mai nó sẽ có nhiều ông Phúc nữa. Tại vì ông Phúc làm được thì chắc chắn những người khác làm được, đúng không? Người khác làm được, không khéo vô tình chính người thân chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của những thành phần đó. Tại vì nghiệp mà, mình nói nghiệp báo. Kênh cũng xin nhắc lại, cô chú anh chị hãy suy nghĩ thật kỹ càng, vì ngoài đời rất cần những tấm lòng như các cô chú anh chị. Thay vì dành số tiền đó để giúp những hoàn cảnh khác hơn, nó có phước, và những công sức mình tu tập bấy lâu nay nó tăng trưởng thêm. Đừng vì một chút động lòng đặt lầm vị trí để đốt cháy cả rừng công đức. Rồi nghiệp, con thí dụ theo đạo Phật á, nếu bằng phước dày nghiệp mỏng á, thì nó cộng thêm tài lộc, mà phước mỏng nghiệp dày thì thân này phải trả nghiệp. Chúng ta không trả thì con cái này nọ. Bản thân kênh á, chỉ khuyên thôi, chứ không tấn công hoặc lên án bất cứ một ai. Khuyên cô chú anh chị hãy bình tĩnh lại, nhìn ra sự việc. Cá đi ngược dòng thì cá sống, mà người đi ngược dòng á, thì hỏng què cũng bị thương. Tất cả chúng ta hãy bình tĩnh, bình tâm lại.
thời buổi này mặt pháp ma vương nó đầy nhiều hơn là con người. Một phút mà chúng ta động lòng thương xót thì chính chúng ta sau này chúng ta sẽ lãnh những cái hậu quả hôm nay. Kênh đang ngồi trước Tam Bảo, nếu hôm nay kênh làm sai những gì kênh lên án và hay là có một cái từ gì đó nói trong video này sai, xin nghiệp hãy đổ gì cho kênh, ngày mai con không còn sống nữa. Còn nếu kênh làm đúng, xin trả lại những cái nghiệp đó cho những người đã từng chửi kênh. Mình thương xót phải thương cho đúng. Chúng ta tu để làm gì? Để sửa chính bản thân mình, để tích góp phước báo đó cho con cháu sau này. Thì mình cũng mong vậy thôi, chứ mỗi người có một cái cảm nhìn riêng. Mình không ép ai phải nghe kênh, cũng không ép ai bắt buộc làm theo kênh. Kênh chỉ khuyên ra. Nếu như mọi người nói kênh câu like câu view á, thì kênh họ thầm mệt hùa theo ổng đi quay, đúng không? Bây giờ cứ vô gọi thầy ơi thầy vạch mặt chi, cũng có tiền rồi, mọi người xem là có tiền, hơi đâu vậy? Nhưng các bạn thấy không, trước Tết kênh đã nói là dứt điểm, không theo nữa. Và hôm nay video này là video cuối cùng kênh khuyên mọi người không theo vụ này nữa, còn lại để mọi người theo lực nhân quả mà tính. Kênh không nói nữa, đúng không? Bây giờ sau này mọi người có hỏi thì kênh cũng vui vẻ, à kênh đã làm hết sức, nhưng mà do mọi người không nghe thì kênh chịu. Việc còn lại do chính quyền, do giáo hội, kênh đã dạy mặt hết rồi. Và video này video kênh không đưa, không muốn đưa tin về ông này nữa. Chứ giờ đưa tin nữa mà mọi người cứ vẫn còn u mê quá, giờ đưa nữa thì cũng mệt lắm. Lâu lâu có tin gì hot thì có đưa thôi, còn không thôi giờ đi làm cái chuyên đề khác thôi. Tới đây kênh cũng xin kết thúc video đây, cũng cầu chúc cô chú anh chị trong nước và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, một năm mới an khang thịnh vượng, luôn sống trong chánh pháp của đạo Phật, những gì Phật đã dạy cho chúng ta. Đừng lầm đường lỡ bước để rồi một phút nông nổi cả đời hối hận. Xin chào tất cả cô chú anh chị.